Con mèo tấn công Nami và Usopp, con bé cá chiếc vương miện. Lẽ nào con mèo này là... Chào mừng các bạn đang quay trở lại bằng hải tặc Bình Red. Hiện tại mình đã có một bản full các dữ liệu chúng ta 1127. Rất nhiều chi tiết khác nữa được thấy ngoài những tiết lộ cơ bản trong video spoiler trước. Nhưng mình đề cập thì chấp này, nhóm Nami bị một con mèo nào đó tấn công. Và đây là một con mèo khổng lồ, thậm chí nó còn có thể hóa thành một con sư tử. Ngoài ra kèm theo cả một con thỏ bị nhóm này làm barbecue tại chỗ. Thật trùng hợp làm sao khi mình tìm thấy được trang bị chapter 582, hình ảnh một con mèo và một con thỏ cũng xuất hiện trong trò chơi bóng đá. Con mèo đội vương miện, còn con thỏ bị thịt và con chồn chopper thì biến đồ mất tiêu. Kiểu giống như lâu đài Lego tại Elbas là một nơi mà những con thú sẽ được tôn thờ vậy các bạn ạ. Liệu chopper có sẵn ngôi shop để trở thành god tại Elbas hay không? Rất là thú vị. Chỉ vài đường căn bản mình muốn giới thiệu cho anh em thôi, bởi vì những gì xuất hiện chapter 1127 này nó còn thú vị và hấp dẫn hơn rất nhiều so với một đoạn spoiler ngắn thiếu cuốn hút trước đó mà mình đã cung cấp. Liệu con mèo này có phải là hoàng tử Loki đã bị nghiện rượu? Ê chà, nghĩ xong thấy nôn nao rồi phải không nào? Giờ thì pha một cái ly cà phê đi chứ còn gì nữa. Rồi ngồi xuống đây nhấm nháp và thảo luận tất cả các dữ liệu chapter 1127 trong video này anh em nha. Let's go thôi nào. Tiêu đề chapter 1127, Cofilo ở vùng đất bí ẩn. Chuyến bị ở tập 15 là chuyến hành hương của Yamato. Sau khi ăn mì soba và nghe tin về những con gái làm quán mì mất tích thì Yamato lại ra bờ biển để gặp Ino Arashi, người hiện tại là lãnh chúa mới của vùng Kuri. Ino Arashi cũng đang rất đau đầu về những vụ mất tích vừa rồi mà chưa tìm ra được nguyên nhân. Xem ra chuyến du hành của Yamato còn khá là dài với những thứ rất điên rồ đang đến. Mở đầu chấm này, chính xác là tại Elbas, trong một ngôi làng mà có những ngôi nhà cũng được làm từ những khối Lego. Bối cảnh trước đó là băng mộ Rơm cùng băng hai tặc người khổng lồ tuyệt tùng. Họ vui vẻ đến mức mà say xỉn chẳng biết trời chăng mây gió là gì. Nguyên nhân chính là do lộ rượu cực mạnh mang tên là Cô Tiên Xanh. Và sau đó họ bị phân tán thành hai nhóm. Những ai trên tàu Sunny đều được một thế lực bí ẩn mang đến Elbas trước. Nhóm còn lại trên tàu Raerith cùng với những người khổng lồ đang hướng tới hòn đảo này. Trở lại ngôi làng Elbas, những người khổng lồ cảm thấy rất hỗn loạn vì có một sự kiện bất ngờ đã xảy ra. Tại đây có một trận hỗ hoạn bùng phát ở trong rừng nên họ nháo nhào đi tìm cách để dập lửa. Nếu không thì ngọn lửa sẽ làm hỏng cây Yggdrasil, dường như là một biểu tượng linh thiêng của họ tại Elbas. Rồi thì những người có mặt tại đó cũng bị sốc vì họ nhìn thấy được những con ong khổng lồ đang rơi từ trên trời xuống, như thể bị thứ gì đó tấn công. Họ bàn tán với nhau về những gì mình đã chứng kiến ở trong khu rừng. Một người nói: "Theo như tôi nghe được thì tiếng động vừa rồi có thể chính là do nhĩ thần rơi xuống đất." Người khác đáp: "Không thể nào, làm sao có thể có chuyện đó xảy ra với một con thỏ cỡ như thế được kia chứ?" Nghĩ đến đây lóng thoáng chúng ta đoán ra được, nhĩ thần mà họ đề cập đến có vẻ là một con thỏ với đôi tai to. Các sinh vật trong khu rừng Elbas đều khổng lồ, giống như Dory và Rogi đã đề cập khi mà chạm trán Ngũ Lôi Tinh. Chuyển cảnh xem một lâu đài có tên là Big Stand. Lâu đài được làm từ những khối Lego khá giống với Nami ở. Tất cả mọi thứ xung quanh, kể cả cây cối đều cũng tạo ra từ những khối Lego. Lâu đài này nằm đâu đó tại Elbas, mà chúng ta còn nhìn thấy được cái cây khổng lồ có tên là Yggdrasil ở phía xa. Yggdrasil là một cái cây khổng lồ to lớn mà không thể nhìn thấy được ngọn của nó. Tại lâu đài, Nami đã bị lũ côn trùng tấn công. Cô ấy sử dụng Zeus để phản kích lại lũ ong, khiến một con bị đánh rụng xuống. Dĩ nhiên con ong này cũng là khổng lồ. Zeus thắc mắc hỏi Nami là họ đang ở đâu. Nami cũng gớt nước mắt nói rằng mình không hề biết, nhậu chỉ cho cố vô rồi sẽ xỉn không biết trời chăng mây gió gì. Cô bảo rằng điều mình nhớ cuối cùng chính là đang trên tàu của người khổng lồ. Nami gào lên: "Ai đó giúp tôi với! Luffy, Zoro, Sanji-kun và thậm chí chỉ cần Usopp tôi cũng được. Mình thật sự không nhớ gì cả. Đến việc thay đồ lúc nào mình cũng chẳng biết nữa là đây là đâu và mình đang ngủ hay là mơ." Nami bỗng nhiên nhìn thấy một cái thứ gì đó cuối hành lang. Cô ấy đang nghe được giọng của Usopp gọi mình. Mới nhắc cái là có mặt liền. Linh thiệt. Nami chạy tới đó thì bất chợt vấp phải khối Lego và ngã sấp mặt. Vì lúc này mình thấy được mặt sàn gồ ghề bởi những miếng lắp ráp có cái gờ. Nami đứng dậy thì đột nhiên lại có một con nhím khổng lồ đứng trước mặt của mình. Và cô ấy lại tiếp tục chạy và chạy mà không dám ngó nhìn lại. Trong lúc chạy thì Nami đã nhìn thấy Usopp đang bị tấn công bởi một con mèo khổng lồ. Nó còn đội một chiếc vương miện ở trên đầu. Usopp được thấy đang mặc trang phục của người Viking và mang theo cả một bộ râu giả nữa. Sau cuộc hội ngộ bất đắc dĩ thì cả hai lại tiếp tục cùng nhau chạy trốn khỏi con nhím và con mèo khổng lồ này, chỉ đến tận trung tâm của lâu đài. Tuy nhiên, Nami và Usopp quyết định đã dừng lại đối mặt với kẻ thù. Người khởi động đầu tiên là Nami khi mà cô ấy ra lệnh cho Zeus tấn công bằng sấm sét. Zeus đã phóng ra một luồng sét kinh hồn, giáng thẳng vào trong con nhím khổng lồ khiến nó bị giật cho vĩnh cẳng, rồi rơi ngay vào đầu của con mèo phía dưới mặt đất, khiến cho nó cũng bị giật luôn thể. Tưởng rằng con mèo cũng vĩnh cẳng luôn, nào ngờ nó vẫn còn khỏe chán. Nó nhìn Nami và Usopp với ánh mắt phẫn nộ tột độ. Nami lên tiếng: "Tôi cảm nhận xấu về chuyện này." Usopp trả lời: "Tôi cũng vậy á." Rồi thì cả hai cùng nhau tiếp tục tháo chạy. Nami hỏi Usopp là liệu cậu ta có thêm thông tin gì cho những chuyện đã xảy ra với họ hay là không. Dĩ nhiên là Usopp cũng biết, và biết mới lạ, cậu ta đáp: "Khi tôi mở mắt ra tôi đã thấy tôi ở đây rồi, cậu có lẽ cũng giống như vậy phải không? Chúng ta đang ở trên con tàu của những người khổng lồ và say khướt trong bữa tiệc." Nami tiếp: "Đúng rồi, thì rượu đó, tôi nhớ là mấy người khổng lồ nói rằng nó có thể khiến chúng ta bị ảo giác."
Chạy một hồi thì đến ban công, đến bích đường. Lần này Usopp phải dừng lại đối mặt với con mèo khổng lồ. Ban đầu Usopp còn cho rằng nó chỉ là ảo giác mà thôi, chuyện quái gì phải sợ. Vừa xong thì con mèo lao tới vụt thẳng vào Usopp, đánh cậu ta một cú đau điếng văng đi xuống phía dưới. Nami và con mèo cũng bị tác động lớn làm cho rơi xuống song sau của tòa lâu đài luôn, đúng chỗ Usopp rồi. Đột nhiên con mèo lại biến thành con sư tử khổng lồ, lao đến tấn công bọn họ thêm một lần nữa. Nami hốt hoảng quá, bấu lấy cơ thể của Usopp để làm tấm khiên trắng. Lúc mà chỉ cách một gan tắc nữa thôi, thì Usopp đi đời nhà ma. Bộ ba quái vật bằng mũ rơm đã xuất hiện, họ tung một combo tổng lực. Sanji tức giận, vì tội đã khiến cho người ta yêu phải rơi nước mắt. Khổ hai hiến pháp Sanji, mày đến tội phải bị tử hình. Iris Zembo, cú đá thịt vai. Luffy cũng chuyển đổi sang trạng thái kỳ 4 với đòn tấn công mới có tên là Gomu Gomu no Elephant Whip. Con Zoro thì dùng tam kiếm phái, Kokuzo Tatsumaki. Cả ba đòn chúng trực diện vào con sư tử, tặng cho nó một cú nhớ đời khiến nó gào lên trong đau đớn. Hình ảnh đòn tấn công này tái hiện lại khi mà cả ba cùng phối hợp với nhau chapter 162, nhưng cấp độ phải nói là được nâng cao lên khá nhiều. Đối tượng của họ lúc trước là con thằng làng Sandora, cũng khá là lớn, bây giờ là một con sư tử khổng lồ. Ngay sau khi bị dính đòn này thì con sư tử đã hết sức quách nên chuyển về lại dạng hình con mèo của nó và nằm ngay đờ kén cuốc tại chỗ. Nó khiến cho Zoro kinh ngạc. Hả? Cái gì? Tại sao lại biến thành một con mèo? Có vẻ như nỗi ám ảnh về con mèo của anh ta vẫn còn đâu đó tại hết. Kể mà Zoro chưa hạ gục tuyệt đối thì đã bị Jinbe chèn ngang. Thật là bực bội mấy con mèo này quá đi mà. Giờ đây chúng ta cũng nhìn thấy rõ được trang phục của nhóm bọn họ. Tất cả đều mang trang phục người Viking. Luffy có đội một chiếc mũ bảo vệ có sừng dài, kèm theo đó là một cây rìu phía sau lưng. Zoro thì đeo cho mình một chiếc mặt nạ ở trên mắt. Nó giống với kính trực tiếp hay là kiểu mà Luffy mang trong khung tranh này. Sanji thì lại được trang bị thêm thanh kiếm ở trên lưng. Rõ ràng sau khi chứng kiến nhóm mũ rơm thể hiện kỹ năng thì chúng ta nhận ra được vũ khí của bọn họ không bị tước đi, chỉ đơn giản được thay đổi trang phục mà thôi. Sanji chạy đến cạm vào Nami. Nami-san, tôi lo lắng quá. Nami đáp. Sanji, tôi sợ lắm. Usopp thậm chí là đã chết mà. Usopp mở mắt quét lại. Thằng này còn sống nhé. Chết tiệt thật. Tôi sẽ ghim cái vụ này. Cậu dám sử dụng tôi làm khiên trắng ư? Trong trang đôi cuối cùng của chapter này, Luffy, Zoro, Sanji, Nami và Usopp đồng tụ với nhau sân sau của lâu đài. Còn Chopper thì chúng ta không biết ở đâu cả. Từ đây vẫn nhìn thấy được cái cây khổng lồ có tên là Yggdrasil ở phía xa. Lúc bấy giờ thì Luffy mới xác nhận rằng chính họ là những người đánh bại lũ ong khổng lồ, cùng với đó là một con thỏ có cặp tay dài mà người khổng lồ đã nhắc đến ở phần đầu. Luffy nói, món thỏ nướng mà chúng ta xơi ngon quá đi. Có những con thậm chí còn to hơn nữa ở đây. Dù sao thì tôi cũng sẽ xử tắt nếu thịt chúng ngon. Đến đây thì chúng ta cũng hiểu được, con thỏ được gọi là nhĩ thần tại El Bas đã bị nhóm Luffy làm món thịt nướng thơm phức và nó còn nằm gọn trong bụng của họ. Rõ ràng đó là một cái điều động chạm đến tâm linh của người El Bas và kiểu này khó mà cứu được khi sự thật được tiết lộ ra bên ngoài. Zoro nói, chúng ta nên tìm ra biển và cả con tàu của mình trước, tình hình các thành viên còn lại ra sao thì chưa rõ. Sanji bồi thêm vào, vì đi nói về chủ đề thức ăn, những con ong và tổ ong mà chúng mày vừa làm bay mất, chúng là nguồn dinh dưỡng tuyệt vời đó, cậu biết không hả? Nami thì vẫn chưa hoàn hồn sau khi bị mấy con sinh vật khổng lồ dí chạy tới khối từ nay đến giờ. Giờ mấy người thích ứng nhanh thôi ạ. Chúng ta điên ở đâu tới này? Cả đám ngồi với nhau, có kẻ thì cười vô tư hồn nhiên đến lạ, có người thì khóc thút thít vì sợ hãi. Nhưng có vẻ điều mà họ không ngờ tới nhất chính là việc mình đã xem đám sinh vật mà người yêu bát coi là thần linh trở thành món ăn giàu chất dinh dưỡng, và thậm chí đã sơ tái một vị thần mang tên là Nhĩ Thần bằng cách nướng muối ớt. Liệu chuyện gì xảy ra tiếp theo sau khi mà người yêu bát tìm thấy bọn họ đây? Đó là câu chuyện của hai tuần nữa. Chapter 1128 cho biết sẽ có một trang bị zoom và một trang bị màu anh em nha. Xin tạm gác lại chuyến hành trình của Yamato. Với các bạn đánh giá sao về những thông tin hài hước kinh điển chapter 1127 này, đừng quên để làm một bình luận ngay dưới video cho mọi người cùng tham khảo nha. Đã gọi là trái ác quỷ, vậy thì cây ác quỷ là? Chúng ta đã biết được tàu Oro Jackson và tàu Sunny được làm từ cây gỗ Adam. Thế nhân hình dạng của cây này là gì? Nó ở đâu? Chúng ta lại không hề biết. Adam được gọi là cây gỗ cứng nhất, chất lượng nhất trên thế giới, đặc biệt là hiếm có vô cùng. Nó được xem là báu vật có giá trị lớn, được bán ở thế giới ngầm với giá vô cùng chát. Grunky chỉ mua được một ít, nhưng giá của nó lên tới 200 triệu berry, một tài sản kết xù đấy chứ không phải là chuyện đùa được đâu các bạn ạ. Tại El Bas, chúng ta nhìn thấy được một cái cây khổng lồ kèm theo những tán cây rủ xuống dưới. Các bạn cũng đã đoán được nó là cây gì rồi đúng không? Những tán nhỏ rủ xuống này chính là phần gỗ mà Grunky đã mua ngồi chợ đen. Chuyến hành trình tiếp theo của Luffy đến El Bas không chỉ có cây Adam không đâu, mà chúng ta còn có những người khổng lồ, và đặc biệt hơn, họ tôn thờ thần mặt trời. Vậy thần mặt trời ở đây là gì? Video này chúng ta sẽ cùng nhau đi phân tích các dữ liệu mình đã nghiên cứu được. Thế giới One Piece không bắt đầu từ 900 năm trước, mà đã có từ hàng triệu năm trước. Từ lâu, loài khủng long thống trị thế giới này như tiết lộ của Quỳnh Mập Địch, loài vua thú thống trị thế giới hơn trăm triệu năm. Có nghĩa là thời kỳ cổ đại và trước đó nữa, con người chưa phải là chủng loài thống trị thế giới. Chỉ đến khi loài khủng long bị tuyệt chủng thì con người với sự tiến hóa và trí tuệ của mình mới trở thành chủ nhân của thế giới. Theo những nghiên cứu khoa học,
thì do thiên thạch va chạm với trái đất ngoài Mexico vào cuối thế kỷ phấn trắng cách đây 66 triệu năm, được cho là nguyên nhân gây ra sự tuyệt chủng của tất cả các loài khủng long. Đặc biệt, một nguyên nhân khác được xác nhận từ nhóm nghiên cứu cho rằng, lần đầu tiên về mặt định lượng, rằng lời giải thích duy nhất hợp lý cho sự tuyệt chủng của loài khủng long là mùa đông tác động dẫn tới số sổ môi trường sống của bọn chúng trên toàn thế giới. Nhưng chúng thì nguyên nhân không phải do kích thước của loài khủng long, mà chính là do khí hậu có sự thay đổi. Khi mùa đông đến, các loài to lớn như khủng long không có nơi trú ẩn. Điều này cũng xảy ra tương tự với những người khổng lồ. Chúng ta nhìn thấy được kích thước của họ to lớn chẳng khác gì khủng long. Một người khổng lồ cổ đại như Oa cao tận 67m và tuổi thọ khi chết đi của ông là 159 tuổi, nhưng con số này chỉ là khi trưởng thành mà thôi. Chính Gecko Moria tìm thấy xác của Oa trong một hòn đảo mùa đông, tình trạng của ông lại đang bị đóng băng, cho thấy được khí hậu tác động đến người khổng lồ dẫn đến số lượng của họ bị giảm dần. Dữ liệu khác cũng rất đáng chú ý tại bên Hazard, những người khổng lồ bị giam giữ ở đây cũng được đóng băng để nghiên cứu dần theo thời gian. Băng giá, mùa đông là thứ giết chết các sinh vật khổng lồ cổ đại hàng triệu năm cho đến nay, số lượng cá thể tồn tại còn rất ít. Nhưng những người khổng lồ vẫn tìm thấy được cách để sống sót thần kỳ cho đến ngày hôm nay, dựa vào một lễ hội mà họ tổ chức hàng năm được gọi là lễ hội đồng chí. Cụ thể ngày lễ này là để tưởng nhớ đến cái chết và sự tái sinh của thần mặt trời. Người ta nói rằng hơi ấm của mặt trời sẽ trở lại để kết thúc mùa đông. Điều này cũng như việc hàng triệu năm trước, tổ tiên của họ bị đông băng nhờ có hơi ấm từ mặt trời nên được rã đồng và tiếp tục duy trì sự sống cho đến tận ngày hôm nay. Nó cũng được hiểu theo nghĩa là sự tái sinh. Nếu không có mặt trời làm tan băng thì cái chết là không thể tránh khỏi. Đừng quên người khổng lồ Saul cũng bị đóng băng với năng lực của Kuzan. Đây là dữ liệu thứ ba cho thấy được người khổng lồ thường bị dính băng để dẫn đến cái chết. Nếu Saul không được may mắn nhờ có sức nóng của ngọn lửa tại Ohara rã băng, thì cơ thể ông ấy không thể nào tiếp tục mang ý chí của Ohara đến với Elbat, rồi được tiến sĩ Vergeben kế thừa. Sức nóng của lửa cũng giống như mặt trời, vì Pandora, một linh hồn được Camel tạo ra từ lửa. Sau khi các ngọn lửa của đám cháy gom lại với nhau, chúng tạo ra được một mặt trời ngay trên lãnh địa của Elbat. Để cho thấy được mặt trời là một cái thứ gì đó vô cùng quan trọng đối với người khổng lồ, mặt trời sưởi ấm cho họ và mang đến sự tái sinh sau một mùa đông lạnh giá. Nhưng kỳ lạ thay, vị thần mặt trời mà họ luôn tôn thờ giống với hình tượng Nika từ trái quỷ người cao su. Dory và Rogi đã xác nhận điều này khi họ thấy Luffy biến hình giống thần mặt trời mà họ đã tôn thờ. Đừng quên Robert Emmet, Zunisa cũng xác nhận Luffy giống hệt Soul Boy 800 năm trước, chứng tỏ người giải cứu cho những người khổng lồ chính là Soul Boy chứ không ai khác. Có lẽ một giai đoạn nào đó từ hơn 800 năm trước, với sức mạnh ngọn lửa của trái quỷ thần Nika, Soul Boy đã cứu những người khổng lồ thoát khỏi mùa đông lạnh giá, giúp họ thoát khỏi bị đóng băng và tái sinh trở lại. Vì thông qua Luffy, chúng ta nhận thấy được rằng nội tại của người cao su là một ngọn lửa. Luffy dùng các chiêu thức gọi là Red để tung ra một ngọn lửa có sức nóng vô cùng lớn. Mặc dù được gọi là đồ mô phỏng từ Ice, nhưng rõ ràng thì bản chất của trái quỷ mà Luffy đã ăn, nó có lửa thì nó phóng thích ra được ngọn lửa phải không nào? Từ đó Soul Boy và những người khổng lồ đã trở thành bạn bè với nhau, mà những người khổng lồ lại khá là ngây thơ, giống những người tỷ hồn vậy. Họ tin rằng Soul Boy chính là vị anh hùng, vị thần giúp đỡ chủng tộc của họ dẫn đến sự tôn thờ đó. Vì sao người khổng lồ dễ bị lừa ư? Các bạn hãy nhớ đến vụ Camel. Mụ ta là phù thủy buôn người móc nối với lại chính phủ. Chỉ một vài chiêu trò đã biến thành đức mẹ được cử đến giúp đỡ các thành viên trong băng hải tặc người khổng lồ sắp sửa bị tử hình. Họ đã tin mụ và cùng nhau trở về Elbat để sinh sống, để Camel thổ sức làm càn, nuôi dưỡng những người khổng lồ bén chính quyền thế giới làm hải quân. Vậy mà người khổng lồ vẫn không hề hay biết, vẫn tin tưởng tuyệt đối ở mụ và không nghi ngờ gì về sự mất tích của những người khác. Hay vụ Cassie và Oimo, họ bị lừa dễ dàng để trở thành những người canh gác cho NSFB. Đủ để hiểu được trí tuệ của họ gần như đi ngược lại với sức mạnh thể chất và sự dũng cảm vốn có. Mặc dù chưa xác nhận được người khổng lồ cổ đại có tuổi thọ trong bao lâu, nhưng chắc chắn là phải hơn rất nhiều so với một người khổng lồ bình thường. Hai thuyền trưởng cổ băng hải tặc người khổng lồ là Zoron và Zarun sống thọ lên đến 345 năm, thì đâu đó một người khổng lồ cổ đại ngót nghét cũng 500 năm tuổi thọ là ít. Chúng ta đang nói về người khổng lồ Elbat. Họ có sức mạnh thể chất và tuổi thọ rất cao. Mỗi người từ nhỏ được huấn luyện để trở thành một chiến binh thiện chiến. Harudin là một minh chứng. Trong độ hồi tưởng của Big Mom thì ông không ngừng luyện tập sức mạnh và đó là nguyên tắc tồn tại căn bản của một người khổng lồ. Càng trưởng thành thì họ càng mạnh mẽ, sức mạnh tăng lên gấp hàng trăm lần so với một người bình thường. Đặc biệt thì Elbat có một đội quân vô cùng tinh nhuệ, họ được chỉ huy bởi quân đội Hoàng gia dưới sự điều hành của cha Loki. Big Mom xác nhận rằng nếu mụ ta có được đám cưới Lola và Loki trước đó thì mụ đã lợi dụng quân đội người khổng lồ để bẻ luôn cả Shanks, Kaido và đầu trắng dễ dàng. Đủ để hiểu được sức mạnh quân sự này là bậc nhất thế giới, đến cả một tứ hoàng cũng chưa chắc gì có thể đánh bại được họ. Luffy đến Elbat với sự giúp đỡ của băng hải tặc người khổng lồ, nhưng mà hoàng gia Elbat thì chưa chắc gì đã có được sự hoan nghênh đối với cậu ta. Đây là một ẹt lớn của One Piece, chắc chắn không dễ dàng gì để kết minh với người khổng lồ. Đó là một chướng ngại rất lớn bằng mụ rầm còn phải vượt qua. Với trí tuệ của người khổng lồ không được đánh giá cao như mình đã phân tích ở trên, thì rất có khả năng hoàng gia Elbat đang bị kẻ nào đó thao túng ở phía sau, sử dụng sự xảo trá để lừa lọc bọn họ. Nhiệm vụ của băng mũ rơm là giúp đỡ giải phóng người Elbat thoát khỏi sự thống trị của kẻ nào đó. Elbat là một vùng đất băng giá theo như các tiết lộ trong hình ảnh giới thiệu về hòn đảo này, giống như trong thần thoại Bắc Âu nói về thời đại Viking.
Kết hợp với những phân tích ban đầu, những chiến binh khổng lồ bị đóng băng hàng trăm, thậm chí hàng triệu năm trên đảo Mùa Đông là có thể xảy ra phải không nào? Tại Elbas cũng có một cây gỗ vô cùng to lớn vĩ đại. Xét về thời gian tồn tại thì rõ ràng là một thời gian cực kỳ lâu, không thể tính được bằng thế kỷ mà là thiên niên kỷ, tức là hàng nghìn năm, thậm chí hàng triệu năm. Loại cây lâu đời nhất trong One Piece được công bố chính là cây tri thức. Nó tồn tại hơn 5.000 năm trên Ohara, cho tới 22 năm trước bị hủy diệt với bom đạn của Buttercorn. Tuy nhiên thì chúng ta còn có cây Eva, chưa được xác nhận thời gian tồn tại của nó. Có lẽ nó cũng sẽ chẳng thua kém gì cây tri thức, và thậm chí còn hơn nhiều lần. Xét về kích thước, cây Elbas còn to gấp hàng trăm lần cây tri thức. Đứng sừng sững ở giữa Elbas, hòn đảo của những người khổng lồ, chỉ thấy được một phần của cây mà to lớn như thế này thì đủ hiểu được kích thước của nó là rất ấn tượng. Mình cho rằng đây chính là cây Adam trong truyền thuyết. Theo nhiều răng cây kể lại thì cây này nó tồn tại ở một vùng đất chiến tranh, nó xảy ra một cuộc chiến bất tận với mưa bom bão đạn, tất cả mọi nơi chỉ còn lại là đống đổ nát. Nhưng mà cây Adam vẫn có thể hiên ngang đứng vững, và sau đó người dân đã trở lại nơi này để tiếp tục xây dựng quốc gia của mình. Oda xây dựng hình tượng của Elbas là vùng đất chiến tranh. Thật trùng hợp khi mà cây Adam tồn tại một nơi diễn ra cuộc chiến bất tận. Chính vì vậy mà Elbas là nơi mà cây Adam phát triển hàng nghìn, hàng triệu năm chứ không đâu khác. Với kích thước khổng lồ còn hơn cả người khổng lồ nhiều lần, chỉ một nhánh cây của cây Adam đã là thứ cổ quý để đem bán ngoài chợ đen. Độ bền của nó được dùng để chế tạo ra những con thuyền huyền thoại như Orochesson với người thợ đóng tàu tài năng Tom. Với sát học trò của ông là Cutty Blame với biệt danh Ronkey, ở trong băng mũ rơm đã đóng lên một con tàu gọi là Sunny. Cây Adam dường như là cầu nối giữa mặt đất và thiên đảo với độ cao của nó. Tác giả Oda thường sử dụng câu chuyện cổ trên thế giới cho tác phẩm của mình. Nếu Elbas là một hòn đảo của những người khổng lồ, những kẻ được gọi là yêu tinh, thì không thể thiếu câu chuyện của Jack và hạt đậu thần. Theo như cốt truyện này thì Jack đã trồng hạt đậu thần để nó phát triển thành cây khổng lồ vươn dài lên trên một hòn đảo trên trời. Cậu ta leo lên trên đó và chiến đấu với những người khổng lồ. Mình sẽ không nói quá nhiều mà chỉ sơ lược về câu chuyện đó để cho thấy được cây Adam cũng mang tính chất kết nối với Skype rất nhiều. Có thể các bạn còn nhớ thời điểm mà Orochi chứng kiến cây đồ tự tử ở một hòn đảo trên trời nào đó. Cuốn tàu của hắn ta có một lối đi bí mật để dẫn lên trên thiên đảo. Hoặc nếu không, các thành viên trong băng của hắn phải có con đường bí mật để lên trên đó. Dĩ nhiên có nhiều cách để lên thiên đảo như chọn dòng nó upstream, nhưng đó là con đường nguy hiểm và không thể nào lựa chọn làm lối đi. Orochi sau trận chiến với Snatch và Raker trong băng Big Mom đã bị thương nặng, đâu dạy gì mà chơi kiểu đó. Các thành viên trong băng Orochi không hề có cánh để tự mình bay được, thật kỳ lạ phải không nào? Chính sự hiểu biết của Orochi, nhà sư điên này có một mối liên kết mật thiết với Elbas, người đến giờ vẫn chưa được thể hiện vai trò của mình trong cốt truyện của One Piece. Trong khi hầu hết các siêu tân tinh đã phô diễn sức mạnh và mối quan hệ của mình ở Aquano rồi. Vì vậy cây Adam sẽ được giải mã trong Elbas cùng với lý do người khổng lồ tôn thờ thần mặt trời chào đón Luffy vì cậu ta giống vị thần mà họ tưởng niệm bao lâu nay. Chắc chắn mình sẽ còn nghiên cứu về Elbas và gửi đến cho các bạn nhiều dữ liệu khác hấp dẫn hơn nữa.